Các bạn thấy chưa? Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video ở trên kênh Bonsai Channel. Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng, tức là chỉ chúng ta đã trải qua 13 ngày của đầu năm mới rồi. Thì trong các video trước thì mình cũng có quay cho các bạn cái cây đào này, và mình nhớ là năm nay là năm thứ mấy mình cắt giật nó. Trong video này thì mình sẽ lại quay lại cho bạn để làm một cái tư liệu, một cái kỷ niệm. Thế thì những cái video mấy năm về trước thì mình để ở cái phần đường link ở bên dưới, thì mình tổng hợp hết rồi để các bạn có thể quay lại để xem cùng ủng hộ mình nhé. Sau khi chơi Tết thì thường mọi người sẽ không có giữ lại cây đào nào, vứt bỏ đi, thì các nhà vườn họ lại xin lại. Thì mọi người khi mà bạn mà xem được video này thì có thể là giữ lại mà trồng lại, sau cắt giật vài năm thì cây sẽ đẹp hơn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắt hai cây đào này nhé. Bạn nào mà chưa xem thì quay lại để xem nhé. Cái năm ngoái, đây, mình lại quay lại cho mọi người. Cái năm 2019 thì mình mình để cái cành này, nó còn bé tí luôn. Bây giờ nó to này. Và năm nay mình sẽ để cành này. Đấy, cành này nuôi sang, làm thế nào để cắt giật lắc lư lắc lượn liên tục các bạn ạ, cây nó mới đẹp. Thì bây giờ mình xác định rồi, mình sẽ xác định cái điểm cắt của cái cây này rồi, giờ sẽ chỉ có đặt dao và cắt thôi. Chúng ta xem thêm cái phần gốc này nhé. Đấy, gốc nó to lắm. Đấy, cái chân nó rất là vững. Mình rất là thưởng thức cho mọi người, cứ mỗi một năm làm một cái video cái cành này sang năm sẽ rất to. Bây giờ nó thế này thôi, tôi nghĩ sang năm nó bằng lại bằng từ này này, rất nhanh đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thông cảm nhé, sẽ có cái tiếng ồn của gà nó kêu đấy. Đấy rồi, mùa này là mùa dịch bệnh corona mọi người, đấy, mình phải đeo khẩu trang thế này đấy. Sẽ cắt sát đây. Cắt sát. Nhát cưa đầu tiên đây. Rồi, cưa nó mới đẹp lên mọi người ạ. Mình chỉnh cái góc máy cho mọi người xem góc này nhé. Đấy, này nó to lắm mọi người. Thank you.
thấy chưa? Ôi, xong rồi mọi người, đấy, gãy rồi. Rất to mọi người. Đấy. Các tạo ở đây. Xử lý xong. Cắt tiếp cành kia, cành nhỏ hơn. Để một năm mà nó mím hết sẹo các bạn. Mím sẹo. Tôi sẽ nghiên cứu, tôi sẽ thu tiếp cành này vào và để cành này mọi người nhé, để cành này cho nó bay ra, nó đón, nó thu cái đầu này lại cho nó to, cho nó cân đối mọi người. Tiếp này. Và cái cành nhỏ này mình cắt đi, không để nữa. Rồi cành mới. Vậy thì sau khi cắt là nó, cái cây nó như này các bạn này. Đấy. Sau cắt nó như này đây. Thank you.
mình sẽ dùng cái keo Mỹ Tiến để mình bôi vào cái mặt cắt, bảo quản cái vết cắt của nó. Rồi thì mình đã hoàn thành xong việc là bôi keo liền sẹo để bảo quản cái vết cắt. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở cái cây này vào năm 2021, Tết 21. Thì mình lại quay lại cho các bạn xem cái cây này nó phát triển như thế nào. Đấy, đấy là cái điều rất là thú vị. Thì bây giờ anh em mình sẽ sang cái cây đào bên cái cây đào thứ hai các bạn nhé. Rồi, mời các bạn sang cái cây thứ hai. Và cây này mình cũng nhiều năm cắt giật như vậy các bạn. Thân cây nó rất là to và cứ cắt chuyển như vậy thôi. Thì năm nay mình sẽ tiến hành cắt cành nào và để cành nào thì mình sẽ chia sẻ luôn. Cái cây này thì mình có hai cái phương án. Phương án một là mình sẽ cắt bỏ cành này và nuôi chuyển dáng sang cái thân này là thân chính. Nhưng mà mình đang lưỡng lự và có hai cái lựa chọn, và mình sẽ thu ngắn cái cành này vào và thu cái thân chính vào đến đây và mình nuôi tiếp. Và nếu sang năm cây cái đoạn này nó đẹp thì mình sẽ cắt chuyển, và năm nay mình vẫn cứ để nguyên cái cành này, cái thân chính này mình chưa có động chạm gì cả. Đấy, và trên cái ngọn này thì mình xây dựng cái ngọn này làm cái ngọn chính. Cái phương án 2 nếu mà nó thành công, phương án 1 là mình để cái cành này là cành chính. Đấy, và nuôi cái cành này mọi người nhá, nuôi cành này. Đấy, để quay cho mọi người xem này. Và đây là cái tay phông phía bên sau, nó giật ở phía sau này. Đấy, ok, bây giờ sẽ cắt. Rồi, sẽ làm nhát cưa đi. Nó khí thế. Đấy, cưa cái này bạn. Đấy. Cưa chỗ này. Cưa chéo sang. Rồi, một cành. Rồi. Sang cành thứ hai. Hai mình sẽ để cổ nó lên đây. Mình sẽ cắt chéo một tí. Cẩn thận nó gãy mọi người. Ôi trời. Thoáng rồi. Chỗ này thì mình cần sửa thêm phát nữa. Thu lại. Nó mà năm thua đấy, nếu mà ra mầm thế này thì đẹp. Còn nếu mà không ra mầm thì thôi. Là xấu đấy. Chọn phương án khác. Còn cái cây này thì mình cần co lại các bạn ạ. Co lại.
năm 2018 mình có cắt cái cành này, nhưng mà lý do là nó không mọc mầm mọi người ạ, nó không ra mầm ở đây, thành thử là thất bại, nó lại ra cái chồi thần ở lưng nó. Thì bây giờ mình cứ để cái này để mình lấy cái điểm bán mình co lại và nuôi nuôi dưỡng tiếp cái thân này, cái nhánh ở trên lưng nó. Đấy. Vậy là chỉ trong khoảng mấy phút thôi, các bạn thấy là tôi đã sửa cái cây này rồi, cắt sửa nó. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đến tiến lại gần hơn một chút nhé. Đấy, tổng thể của cây này như sau. Thì kia là cái ngọn, mình sẽ đảo cái ngọn sang đây và nuôi tiếp. Đấy, một năm nữa sẽ rất là to đấy. Đấy, nhưng mà thời tiết nó phải ủng hộ cho mình. Đấy, truyền cái cổ ra đây. Đấy, và cứ cắt giật như thế thôi, cắt giật thế thôi. Ở đây là cái mặt bên bên này. Đấy. Thì sẽ có một số anh em hỏi là tại sao cái chỗ này không cắt đi. Và thưa các bạn, năm trước đấy thì cái cành này rất là nhỏ, mình còn sợ nó còn hỏng kia. Thì cho đến năm nay cây nhánh rất là to. Và tất nhiên là chỉ có vài tháng nữa tôi sẽ thu cái cành này vào. Để nếu mà để sổng cái này nó rất là to mọi người, nó sẽ mất cân đối. Và để tập trung dinh dưỡng ngay qua cái đoạn cổ và nuôi cái cành này. Đấy. Và cái cành này tương lai nó sẽ, cái cành kia kìa. Đấy, nó sẽ rất to. À, bây giờ nhìn thấy nó thân là bánh tẻ rồi, nó to lắm này. Đấy. Cho anh em nhìn xem cái chân bệ nó tí nhá. Chân bệ thì tất nhiên là vài hôm nay nó mưa quá nên mình không có sửa được, không có đổ đất mới vào được. Ở đây là cái chân bệ của nó này. Cây già lắm. Đây là chân của nó này. Đấy. Ở đây là chân của nó. Có rễ rất lớn, tất nhiên là mình phải sửa, phải cắt đi. Mỗi năm cắt một cái rễ thôi. Thân già này, mọi người thấy, nhìn nó mốc vàng cái lên này. Địa y mọc lên. Cành này sẽ, sau này mình sẽ thu cái này lại, thu ngắn lại. Đấy, nuôi cây này lên, sang năm mình sẽ cắt giật đến đây, cho nó cúi đầu xuống. Đấy, cây nó sẽ tổng thể này. Rồi, các bạn ơi, bây giờ thì trời cũng đã tối rồi. Thì để kết thúc cái video này thì mình có một cái lời khuyên cho các bạn. Nếu các bạn mà có kiến thức về cây thì tôi nghĩ rằng là bất kỳ một cây gì bạn có thể tạo dáng, tạo thế được. Đấy, bằng cái cách bạn chỉ cần có cái tư duy thôi thì mọi người sẽ nhìn thấy đâu cũng có cái cơ hội mọi người. Có cơ hội để cây sửa lâu năm rồi. Các bạn quay lại cái bộ phim giống như tôi này. Đấy, thì mọi người có thể xem lại toàn bộ các video vài năm về trước thì tôi đã để được link bên dưới và tôi tổng hợp lại. Thì mỗi một năm như vậy thì mình sẽ biết được cái quá trình mình sửa cây làm sao. Sau này nó sẽ giá trị với bạn. Đấy, với cây này thì nó sẽ giá trị với tôi, có thể nó không giá trị với người khác. Đấy, thì đấy là niềm vui mọi người ạ. Cảm ơn cả nhà nhé. Các bạn thấy video này hữu ích thì đừng tiếc một nút like và comment những cái điều các bạn nhận được trong cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.